Trúc Linh kính chào quý vị khán giả Người Việt TV đến với bản tin cuối tuần. Hôm nay là thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thời tiết ở miền Nam California hôm nay rất là đẹp và rất phù hợp cho các cái hoạt động ngoài trời. Vì vậy, xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và sau đây xin mời quý vị xem nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo tin của CNN thì máy bay chở thủ lĩnh Wagner có thể đã rơi do một vụ nổ bởi vì lúc rơi thì thiếu mất một cánh máy bay. Cụ thể thì CNN đã phân tích là có một cái luồng khói trắng xuất hiện và sau đó có thể nhìn thấy chiếc máy bay rơi xuống rất nhanh, dẫn tới là một cái vệt khói hoặc là một cái hơi nước trải dài phía sau nó. Phóng to cảnh máy bay lao xuống thì thấy bị thiếu mất một cánh. CNN cho biết là họ đã nghiên cứu các dữ liệu và video về chuyến bay, đồng thời phỏng vấn các cái chuyên gia hàng không và chất nổ để có cái nhìn rõ hơn về các chi tiết của vụ tai nạn này. Phân tích cho thấy là chiếc máy bay này đã gặp ít nhất là một sự cố thảm khốc trên chuyến bay trước khi nó rơi xuống. Trước đó thì tình báo phương Tây cho rằng là ông Prigozhin có thể là đã bị sát hại theo lệnh của Moscow, nhưng mà ngày 25 tháng 8 thì chính quyền Putin lên tiếng cho rằng thông tin này là bịa đặt và hoàn toàn dối trá. Cũng trong ngày 25 tháng 8, theo giờ địa phương, thì Ủy ban điều tra Nga thông báo là các cái nhà điều tra đã tìm thấy hộp đen của máy bay gặp nạn. Họ còn thu được các cái đồ vật khác và những cái tài liệu cần thiết để phục vụ cho điều tra. Và họ cũng thông báo là họ đang xét nghiệm DNA để xác định danh tính 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nhưng mà họ chưa khẳng định trong số những người thiệt mạng có ông Prigozhin hay không. Và thưa quý vị, theo một cái diễn biến liên quan khác thì Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko ngày 25 tháng 8 cho biết là Belarus sẽ hỗ trợ để lính Wagner có thể ở lại Belarus chứ không phải là đi đâu cả. Nhưng nói thêm rằng là các thành viên tập đoàn quân sự này vẫn có thể được luân chuyển giữa Belarus và châu Phi. Vì Tổng thống này còn cho biết là các thành viên khác của Wagner sẽ tiếp tục đến Belarus theo từng đợt trong vài ngày tới, với tổng thành viên tại đây là có thể lên đến hơn 10.000 người. Nhưng ông không tiết lộ ai sẽ chỉ huy lực lượng này tại Belarus. Khi được hỏi là liệu chính quyền của ông có lo ngại khi cho phép Wagner đóng quân tại đây hay không, thì Tổng thống Lukashenko nói rằng là không có binh lính Wagner nào có thái độ gì đáng lo ngại, thậm chí họ còn vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm cho binh lính Belarus. Họ là những con người tuyệt vời với tinh thần thép kỷ luật. Hiện tại thì các thành viên Wagner đang sống tạm ở các lều quân sự trong khi chờ đợi của chính quyền Belarus sửa chữa các cái doanh trại dành riêng cho họ. Chuyển sang bản tin tiếp theo, phiên tòa xét xử cha dưỡng gốc Việt đâm con riêng của vợ 107 nhát dời sang ngày 31 tháng 8, thưa quý vị. Có một cái vụ án rất là dã man gây chấn động khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở trường đại học Washington ở thành phố Seattle, cũng như là trong cộng đồng gốc Việt tại Mỹ mấy ngày qua, là vụ việc sinh viên gốc Việt Angelina Trần, 21 tuổi tử vong sau khi bị cha dưỡng đâm đến 107 nhát trong lúc cô ấy cố bảo vệ mẹ là bà Linh Trần khỏi trận bạo hành của người cha dưỡng. Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 7 tháng 8. Angelina tỉnh giấc bởi tiếng xô xát trong nhà ở Beacon Hill thuộc thành phố Seattle. Theo tài liệu của cảnh sát thì cha dưỡng của cô là ông Nghiệp Ken Châu, 54 tuổi, đã đấm mẹ của cô ít nhất là 12 cái ở trong bếp. Angelina vội chạy vào can ngăn và dùng thân mình chen vào giữa hai người. Mẹ của cô thoát ra được, chạy ra ngoài và gọi 911. Trong khi đó thì Angelina bị cha dưỡng túm lấy, cả hai giằng co rồi cô bị ngã xuống sàn. Châu được cho là đã vớ lấy con dao đâm liên tiếp Angelina tổng cộng đến 107 nhát. Thưa quý vị, hồ sơ của tòa án cho thấy là Châu có vài lần dừng tay, bao gồm một lần để thay quần áo và một lần để lấy con dao khác. Camera an ninh tại nhà cũng cho thấy là Châu đi tìm bà Linh sau khi bà này gọi cảnh sát. Khoảng 4 giờ 55 phút sáng thì cảnh sát có mặt tại hiện trường và Angelina đã tử vong. Bà Linh thì đang hoảng loạn với vết thương dính máu trên mặt. Họ cũng tìm thấy ông Châu, tay vẫn đang cầm con dao dính máu và ông ta thừa nhận là tôi đã giết người. Châu đã bị bắt tại chỗ và sau đó hắn khai với cảnh sát là đã cãi nhau với vợ. Thông qua người thông dịch thì Châu kể là hai người kết hôn được 19 năm và hắn ta đã đánh bà Linh vì nghĩ rằng bà định ly hôn rồi lấy tiền của hắn ta bỏ trốn. Châu cũng cho biết là đã nổi điên khi thấy Angelina cố can ngăn. Châu thậm chí còn tuyên bố là sẽ giết vợ nếu như mà tìm thấy bà trước khi cảnh sát đến.
Thưa quý vị, Châu bị buộc tội là giết người cấp độ 1 và cố ý giết người cấp độ 1. Hiện đang bị giam tại trại giam ở quận King với số tiền bảo lãnh là 5 triệu đô la. Các công tố viên cho rằng hắn có nguy cơ bỏ trốn và sẽ là mối nguy cho cộng đồng nếu được thả ra, vì vậy đã đưa ra mức bảo lãnh lên đến 5 triệu đô la. Theo báo New York Post, thì ban đầu phiên tòa xét xử Châu dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 8, nhưng mà sau đó dời sang ngày 31 tháng 8, tức là thứ Năm tuần sau. Thưa quý vị, vụ việc này đã gây ra cái sự chấn động mạnh mẽ về sự tàn nhẫn của hung thủ. Không ai có thể tưởng tượng được một người đàn ông là cha dượng lại có thể xuống tay đâm cô con gái đã sống với ông ta từ năm cô bé chỉ mới 2 tuổi đến 107 nhát như vậy. Bạn bè của Angelia tại trường đại học Washington ở Seattle cho biết là họ rất sốc, rất bàng hoàng, đau đớn khi nghe tin. Gia đình Angelina và bạn học của cô cũng đã gây quỹ trên trang GoFundMe để ủng hộ cho Hiệp hội Phục vụ Người Cao Niên là The National Asian Pacific Center on Aging. Hiện đã nhận được hơn 24.000 đô la, vượt qua mục tiêu ban đầu là 15.000 đô la. Theo trang GoFundMe thì Angelina là một sinh viên ưu tú, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp Đại học Washington, trở thành một kỹ sư. Angelina cũng đặc biệt dành tình cảm cho người cao niên và mong muốn giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo. Bản tin tiếp theo là liên quan đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đang là mối đe dọa cho thế giới. Theo trang web Global Firepower, gọi tắt là GFP, vừa mới công bố danh sách xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023, trong đó Nga đứng sau Mỹ và đáng chú ý nhất là Trung Quốc đang sắp bắt kịp hai cường quốc đứng đầu. GFP bắt đầu đưa ra cái báo cáo thường niên kể từ năm 2006, xếp hạng 145 quốc gia trên thế giới dựa trên hơn 60 yếu tố để đưa ra điểm Power Index. Trong đó thì gồm có các cái khả năng tác chiến trên bộ, trên biển và trên không với các phương tiện thông thường. Ngoài ra thì còn dựa vào số lượng thiết bị quân sự và quân đội mà mỗi quốc gia có, cũng như là tình hình tài chính, địa lý và nguồn lực sẵn có. Nhưng mà cái bảng xếp hạng này thì lại không đánh giá về khả năng tấn công hạt nhân, thưa quý vị. Cái điểm Power Index càng gần không thì quân đội của nước đó càng mạnh. Theo đó thì Mỹ dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ và phát triển trong các cái lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và máy tính, viễn thông với cái điểm Power Index là 0,0712. Các cái tính toán của GFP bao gồm là quy mô về ngân sách của ngũ giác đài với hơn 750 tỷ đô la, nhiều hơn gấp 3 lần so với Trung Quốc, đội tàu sân bay hải quân và quy mô của không quân. Trong khi đó thì đối với Nga, GFP cho rằng là cái cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy những cái hạn chế chính trong khả năng quân sự của Nga về khâu chuẩn bị, lãnh đạo, huấn luyện và cung cấp. Số điểm Power Index của Nga hiện tại là 0,0714. Trong cái bảng xếp hạng này, có thể nói Trung Quốc là một bất ngờ, thưa quý vị. Quốc gia này đã phát triển sức mạnh quân sự nhanh chóng trong những cái năm gần đây. GFP xếp Trung Quốc đứng đầu về số quân số thường trực và sức mạnh của hạm đội hải quân. Điểm Power Index của Trung Quốc hiện tại là 0,0722 tính đến tháng 4 năm 2023. Lực lượng thường trực ở Trung Quốc có quân số lên đến 761 triệu người, cùng với 50 tàu khu trục, 78 tàu ngầm và nhiều tài sản quân sự khác. Thưa quý vị, GFP cho biết là Trung Quốc có lợi thế đặc biệt về kinh tế, nhân lực và tập trung tăng cường khả năng tác chiến trên bộ, trên biển và trên không. Nếu như cái sự phát triển này tiếp tục thì Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ quân sự chính của Mỹ trong tương lai không xa. Cũng theo danh sách này thì Ấn Độ ở vị trí thứ 4, Anh đứng ở vị trí thứ 5, Nam Hàn thứ 6, Pakistan thứ 7, Nhật Bản thứ 8, Pháp thứ 9, Ý thứ 10 và trong khi đó Ukraine xếp ở vị trí thứ 15. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo liên quan đến Ấn Độ thì sau khi đổ bộ thành công xuống mặt trăng, Ấn Độ chuẩn bị phóng vệ tinh nghiên cứu mặt trời. Như chúng ta đã biết thì tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của Ấn Độ đã thực hiện thành công sứ mệnh đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, chưa đầy một tuần sau khi tàu vũ trụ Luna 25 của Nga thất bại vì đã không hạ cánh được xuống bề mặt mà đã đâm vào mặt trăng. Sự thất bại này có thể nói là một cái đòn giáng mạnh vào tham vọng vũ trụ của Nga. Tàu vũ trụ trước đó của Nga là Luna 24 đã hạ cánh lên bề mặt mặt trăng vào ngày 18 tháng 8 năm 1976.
Trở lại với Ấn Độ thì thành công này đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới từng đưa tàu đáp xuống được mặt trăng, cùng với Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô trước đây. Sau cái sự thành công này thì chính phủ Ấn Độ lập tức thực hiện dự án Aditya L1 để nghiên cứu mặt trời. Theo báo Economic Times, sứ mệnh này gồm một vệ tinh có khối lượng là 400 kg mang theo thiết bị tự hành gọi là VELC và dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo tầm thấp cách trái đất là khoảng 800 km. Đây là cái sứ mệnh được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ. Dự án này dự kiến là sẽ được khởi động vào tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2023 này. Aditya L1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời, các cái cơn bão từ của mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất. Đáng chú ý nhất trong đó là kính viễn vọng chụp ảnh tia cực tím mặt trời có nhiệm vụ là thu thập dữ liệu các tia cực tím gần phát ra từ mặt trời. Thiết bị thứ hai có tên là VELC sẽ nghiên cứu vành nhật hoa, chụp ảnh quang học và ghi lại quang phổ, tức là phân tách ánh sáng thành các bước sóng tạo ra các tia lửa mặt trời và các cái đám mây plasma khổng lồ. Năm thiết bị còn lại chịu trách nhiệm thu thập và phân tích tia X và các hạt từ mặt trời. Và thưa quý vị, một cái diễn biến khác cũng liên quan đó là vào ngày 26 tháng 8 này thì Nhật Bản cũng đã phóng trạm đổ bộ lên mặt trăng. Chương trình vũ trụ Nhật Bản là một trong những cái chương trình có thể nói là phức tạp nhất thế giới. Nhưng cái nỗ lực đầu tiên nhằm đưa cái trạm đổ bộ lên mặt trăng đã thất bại hồi tháng 11 năm ngoái và hy vọng lần này thì họ sẽ thành công. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến không gian thưa quý vị. Cần bao nhiêu phi hành gia lên sao hỏa để xây dựng căn cứ đầu tiên của con người ở trên đó? Theo báo Independent, trong một cái nghiên cứu mới thì các nhà khoa học đã tính toán và chỉ ra rằng cần đến 22 nhà du hành vũ trụ nếu xây dựng và duy trì một quần thể ổn định của con người trên sao hỏa. Con số này ít hơn nhiều so với ước tính trước đây là tối thiểu phải cần đến 100 người. Nhóm nghiên cứu này bao gồm những chuyên gia của Đại học George Mason ở tiểu bang Virginia đã phân tích các cuộc nghiên cứu trước đây về số phi hành gia cần thiết có mặt trên sao hỏa nếu muốn xây dựng căn cứ đầu tiên của con người ở đây. Kế đến thì họ nghiên cứu các cái hành vi xã hội và tâm lý học ở người cũng như là quá trình tiếp tục tương tác giữa người và người để đưa ra ước tính mới. Kết quả cho thấy là chỉ cần 22 người là đủ để xây dựng và duy trì quần thể đầu tiên của con người trên hành tinh này. Trải qua nhiều thập niên thám hiểm trên sao hỏa thì các cơ quan hàng không không gian trên toàn cầu đã phát hiện là việc xây dựng cộng đồng người trên hành tinh đỏ là một cái quá trình vô cùng phức tạp về mặt kỹ thuật. Bên cạnh một số khoáng chất cơ bản và nước, những người định cư trên sao hỏa trong tương lai phải dựa vào nguồn tiếp tế từ trái đất, cũng như là cần vận dụng công nghệ tối tân để tách nước trên sao hỏa thành dưỡng khí và hydrogen cho nhiên liệu. Những người sống trên đó cũng sẽ phải đối mặt với những cái thách thức về mặt tâm lý, cũng như là hành vi của các thành viên khác trong suốt một thời gian dài. Và điều kiện có thể là cái nguồn tiếp tế từ trái đất sẽ bị trì hoãn. Thông qua nghiên cứu thì các nhà khoa học đã dựa theo phân tích dữ liệu trước đó về các cái chuyên gia có hiệu suất làm việc cao trong cái môi trường bị cô lập và áp lực cao, ví dụ như là trong tàu ngầm, thám hiểm Bắc Cực, trạm không gian quốc tế, để xác định được kiểu người nào là phù hợp cho sứ mệnh dài ngày trên sao hỏa, cũng như là kiểu người nào thì không bao giờ nên đến hành tinh này. Những người phù hợp nhất là những người có tính cách dễ chịu, có khả năng thông cảm cao, thuộc nhóm có nhiều khả năng sống sót trên môi trường sao hỏa. Ngược lại, kiểu người hiếu thắng, có tính công kích cao và không thể thích ứng được sự nhàm chán, thuộc nhóm người là không bao giờ nên đến sao hỏa trong giai đoạn đầu, tức là cái giai đoạn xây dựng căn cứ đầu tiên của con người trên hành tinh này. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, hãng bia Heineken rời khỏi thị trường Nga với giá bán tượng trưng là 1 euro. Heineken là một cái hãng bia lâu đời của Hà Lan, được thành lập vào năm 1864 tại Amsterdam, Hà Lan, vừa mới hoàn tất việc rút khỏi thị trường Nga vào ngày 25 tháng 8 với giá bán tượng trưng là chỉ 1 euro cho tập đoàn Arnest ở Nga và đối diện với cái khoản lỗ là 300 triệu euro, tức là khoảng 324,8 triệu đô la Mỹ. Theo tin của báo The Guardian, thương vụ này đã nhận được tất cả những cái phê duyệt cần thiết.
Thực tế thì Heineken đã công bố ý định rời khỏi Nga vào tháng 3 năm 2022 sau khi mà Moscow bắt đầu tấn công Ukraine. Nhưng mãi cho đến bây giờ thì họ mới hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Heineken có 7 nhà máy bia ở Nga và khoảng 1.800 nhân viên. Những người này sẽ được bảo đảm việc làm trong vòng 3 năm tới. Thỏa thuận với tập đoàn Arnes bao gồm là giấy phép 3 năm cho một số thương hiệu còn lại trong khu vực. Heineken sẽ không được phép mua lại hoạt động kinh doanh tại Nga, đồng thời sẽ không nhận được hỗ trợ về mặt thương hiệu hay là hưởng lợi từ bất cứ khoản tiền nào sau này. Theo giới thiệu trên trang web, thì tập đoàn Arnes có 47 năm kinh nghiệm sản xuất các cái sản phẩm gia dụng, nước hoa và mỹ phẩm tại Nga, cũng như là các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập, gọi tắt là SNG. Theo hãng thông tấn AP, thì kể từ khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt chưa từng có lên Moscow vì xâm lược Ukraine, thì đã có gần 300 công ty đa quốc gia đã tạm dừng hoặc là rời khỏi Nga, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan đến Việt Nam. Đó là có một chuyện khó hiểu, hoãn vụ xử xe biển xanh tông chết nữ sinh 16 tuổi vì kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vắng mặt, thưa quý vị. Cái vụ án một chiếc xe biển số xanh tông chết nữ sinh 16 tuổi ở Phú Quốc là cái vụ án gây chấn động tại thành phố này hồi tháng 11 năm 2022, lẽ ra được đưa ra vào xét xử vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, nhưng đã hoãn lại. Thực ra thì chúng ta biết là những cái chuyện hoãn hay là dời ngày xét xử một cái vụ án nào đó không phải là chuyện hiếm ở các tòa án, nhưng mà cái vụ việc này lại có nhiều điều khó hiểu. Theo hồ sơ vụ án thì khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2022, xe hơi biển số xanh đang chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ của thành phố Phú Quốc thì tài xế mất kiểm soát, tông vào nhiều thùng rác bên lề đường, rồi tiếp tục tông vào hai nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến cho một trong hai nữ sinh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhân chứng cho biết là sau khi tông vào nữ sinh thì tài xế tiếp tục chạy thêm khoảng 200 mét thì bị người dân chặn đường giữ lại. Tại hiện trường thì xe máy mà bị xe ô tô tông hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của xe ô tô có tem đăng kiểm hết hạn là ngày 6 tháng 11 năm 2019, tức là hết hạn hơn 2 năm tính cho đến ngày gây tai nạn. Người dân thấy tài xế bị thương nên đưa anh này vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Khi thấy tình trạng nữ sinh khó qua khỏi thì tài xế đã bỏ trốn, nhưng mà hơn 2 giờ sau thì đến công an thành phố Phú Quốc trình diện. Công an xác định tài xế tên là Danh Thép, sinh năm 1993, ngụ huyện Dồng Riền, tỉnh Kiên Giang. Lúc lái xe gây tai nạn thì Thép có nồng độ cồn cao và không có bằng lái xe hơi. Theo truyền thông trong nước thì liên quan đến xe biển số xanh gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định là chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn thì xe được bán thanh lý dàn hóa giá cho ông có tên viết tắt là TTP. Ông này là luật sư, nguyên giảng viên trường chính trị, nguyên trưởng phòng kinh tế chuyên ngành văn phòng ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Sau khi mua xe thì ông Thi đem đổi chiếc xe lấy đồng hồ đeo tay với ông có tên viết tắt là Thi, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó thì ông Thi lại bán cái xe cho ông có tên là Châu Quốc N, lại viết tắt nữa, thưa quý vị. Trong lúc ông N đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì con trai của ông N là Châu Quốc C, 22 tuổi, mang xe ra thành phố Phú Quốc để chuẩn bị đưa xe vào cơ sở dạy lái xe, làm xe tập lái. Tối ngày 14 tháng 11 năm 2022 thì C cho Danh Thép mượn xe đi tập lái, Thép lái xe đi nhậu, trên đường về thì gây tai nạn, tông chết nữ sinh 16 tuổi. Theo những cái thông tin đưa ra thì chúng ta thấy có một vài điều khó hiểu, đó là thông thường các cái vụ án đưa ra xét xử luôn được định trước thời gian vài tháng, nghĩa là tất cả những cái người liên quan, những người có thẩm quyền đã biết trước. Vậy thì tại sao chờ cho đến ngày xét xử thì kiểm sát viên giữ quyền công tố mới đột ngột thông báo là vắng mặt? Lý do vắng mặt của người này là gì? Tại sao không giải thích rõ ràng cho người dân để khỏi đặt nghi vấn? Vậy ngày xét xử tiếp theo sẽ là ngày nào? Họ cũng không cho biết. Hiện tại thì cái xe này đã sang tên mấy đời chủ nhưng mà nó vẫn mang biển số xanh, thưa quý vị. Ở Việt Nam thì khi thấy những cái xe mang biển số xanh chạy trên đường thì cảnh sát giao thông hiếm khi nào dám yêu cầu ngừng xe để kiểm tra vì biết đó là xe của các cơ quan công quyền, trừ khi chiếc xe đó gây tai nạn.
Đó là lý do vì sao chiếc xe này đã hết niên hạn hơn 2 năm mà nó vẫn cứ lưu hành và nó vẫn tiếp tục mang biển số xanh. Theo báo công thương thì khi lái xe ô tô đã hết niên hạn thì sẽ bị phạt tiền từ 4 cho đến 6 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng với việc là phương tiện cũng bị giam giữ luôn. Một điều gây khó chịu nữa là tại sao luôn phải viết tắt những cái tên của những cái vị quan chức có liên quan với cái xe gây tai nạn. Ông Thi, nguyên là trưởng phòng kinh tế chuyên ngành văn phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Rõ ràng là biết chiếc xe hết niên hạn nhưng mà vẫn đổi chiếc xe để lấy cái đồng hồ đeo tay với ông Thi là nguyên phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó thì ông Thi lại bán cái xe này cho ông Châu Quốc N. Rồi khi ông Châu Quốc N vào tù vì cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì con trai của ông ta là Châu Quốc C, 22 tuổi, đã đem chiếc xe hết niên hạn này đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái. Quả là quá mạo hiểm và đã anh ta lại đưa cái xe cho danh thép một người chỉ mới tập lái lại còn uống rượu cho nên mới gây ra cái tai nạn đau lòng. Thì những cái vụ việc này cho chúng ta thấy là những cái người này quả thật là rất coi thường pháp luật và coi thường mạng sống của người khác, thưa quý vị. Bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại vào bản tin trưa mai.